Hay hay đó. Không biết. Hãy tu an nó đem sáo qua, phải biết tu an đi sáo qua. Trời ơi. Can you get hum it? Nhưng mà tuổi trên giấy tờ đi học á là 78 tuổi. Biết gì răng cổ ông này biết. Thôi. Rồi quạt đi chính quạt. Nhưng mà em ráng nói tổng. Nhưng mà đúng đây là cái sinh nhật đầu tiên của ông đất nước Mỹ. Trong đời tại vì biết bao nhiêu năm là làm nay kia có nhiều người tên tới ngày sinh nhật người ta muốn làm một birthday nhưng mà ông từ chối như vậy là đây là lần đầu tiên. Không có bị răng thổi bị răng nó không làm chứ thổi đèn tắt chắc là làm là ngon lành chứ. Yeah. Đèn lên. Bây giờ